Hello, xin mến chào tất cả anh em. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng rất nhiều anh em hỏi và em cũng không lên video về cái pin đốc sạc này. Thì nhiều anh em cũng hỏi là bên chú còn bán pin đốc sạc không? Thì lưu ý tất cả anh em là bên em vẫn bán anh em nhé. Nhưng bên em thì ít quảng cáo về những cái dòng pin đốc sạc này. Bởi vì sao? Những dòng này hầu như là tặng kèm khi anh em mua bộ dàn, hoặc là bán với mức giá gọi là cực kỳ rẻ cho anh em rồi. Hầu như những cái mức giá này bán hầu như là không có lãi luôn cho anh em. Một phần là để hỗ trợ cho anh em sử dụng, và cái phần tiếp theo là khi anh em mua bộ dàn ấy thì anh em sử dụng pin sạc nó sẽ được tốt hơn, nó sẽ được bền hơn cho những cái bộ micro không dây này, để nó tránh cái tình trạng bị chảy nước ở cái pin mà anh em sử dụng pin thường là pin không sạc đấy ạ. Mà anh em hay quên, nhiều anh em đấy sử dụng là cứ bỏ pin vào hát xong là tắt đi, cất đi, sau rồi 1-2 tuần sau anh em mới hát tiếp, thì nó hay gây ra tình trạng bị chảy nước ở pin. Thì nó sẽ gây ra, một nó sẽ bị han rỉ những cái cầu trạm pin này, và thứ hai nặng hơn là anh em để lâu hơn thì nó sẽ chảy hết nước vào trong những cái mên mạch bên trong này, và nó làm thối, làm nát những cái mên mạch này ra, linh kiện nó sẽ bị hỏng, khi đó thì nó rất là khó chữa anh em nhé. Nên tại sao bên em bán hầu như là rất ít, nhưng anh em là có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ. Và như em đã nói rồi, dòng này đó là dòng pin GP3006 và anh em dùng thoải mái, hát cho những bộ micro không dây của bên em thì nó phải tầm 56 tiếng anh em hát thoải mái luôn. 56 tiếng anh em hát liên tục. Và một điều đặc biệt của dòng này là khi anh em mà hát hết là anh em không cần phải bỏ anh em nhá. Mà pin này anh em có thể tái sử dụng được. Có nghĩa là khi mà hết là anh em lại cho vào cái đốc sạc này để anh em sạc lại và anh em dùng. Đấy, sạc thì cái này nó có tự ngắt, anh em sạc qua đêm được. Đấy, sạc qua đêm rất ok. Đấy, anh em cứ cắm sạc vào, hát xong ấy, hát xong tối muộn rồi cắm vào, vớt pin vào đây và để qua đêm, nó sẽ tự ngắt cho anh em. Anh em không cần phải sợ là cháy nổ đầy pin có phải rút không, thì nó không anh em nhá. Sạc này thì nó phải tầm 4-6 tiếng nó mới đầy được. Đấy, 4-6 tiếng, nên anh em cứ sạc qua đêm cho em thoải mái. Và cái giá thì vẫn vậy thôi anh em nhá, không có gì thay đổi cả. Nếu anh em mua 2 đôi pin một đốc như thế này nó sẽ là 360, và nếu anh em mà muốn lấy 4 đôi pin một đốc, đây, 4 đôi pin một đốc này thì nó sẽ là 500.000 anh em nhá. 500.000 bao ship hoặc là 360 bao ship cho anh em luôn. Có dây nguồn cho anh em nhá, và sạc này sẽ là sạc BTI, pin là pin GP3006. Dòng pin này thì bên em đã bán trên thị trường nó rất là lâu rồi. Tại vì sao? Vì dòng này nó bền. Cái nhất nó bền, và cái thông số của nó là thông số chuẩn. Như anh em thể thấy đây là pin GP3006 đúng không ạ? GP3006 là cái tên của nó đây. Và những cái thông số như anh em thể nhìn thấy, đây là pin 2A đúng không ạ? 1.2V và 3500mAh đúng không ạ? Pin này dung lượng thực tế được 3500 anh em nhá. Đây. Ok. Trên thông số này anh em nhìn chưa? 3500mAh. Ok. Và made in China. Đấy, hàng tất cả thì đều là hàng bên China thôi, anh em có thể biết được. Anh em mua một đôi cũng bán, mua hai đôi cũng bán, mua ba đôi cũng bán, tám đôi cũng bán, anh em mua lẻ thoải mái luôn anh em nhá. Không mua lẻ một viên thôi, còn cứ theo đôi là anh em mua lẻ em bán hết cho anh em luôn. Nhiều anh em thì dùng có ba đôi một đốc thôi. Đấy, nhiều anh em thì hai đôi một đốc, nhiều anh em thì bốn đôi một đốc, thì tùy anh em. Và cái đốc sạc này nhá, nó sạc được một quả một. Với mỗi một quả một nó sẽ là một cái đốc và một cái ổ riêng. Đấy, ổ riêng 8 lỗ anh em nhá. 8 lỗ này là 8 cái đèn báo tín hiệu, mà khi nó đầy nó sẽ là tự ngắt. Còn khi mà anh em sạc thì nó sẽ là màu đỏ anh em nhá, màu đỏ. Anh em sạc một quả cũng được, hai quả cũng được, ba quả cũng được, nó không kén anh em nhá. Đấy, lưu ý, nhiều cái đốc sạc khác thì cần phải sạc nó là một đôi, nhưng dòng này thì sạc một quả nó cũng sạc. Đấy, dòng này thì nó quá là tiện lợi rồi. Dây nguồn thì đi kèm nó cũng là dây nguồn trắng anh em nhé. Đấy, pin đốc sạc đây về bên em thì cũng khá nhiều luôn. Đấy, dưới này cũng rất nhiều. Đấy, về để phục vụ cho anh em thôi. Dòng này thì bán anh em để thấy là 360, mình lại 500.000 thì nó quá là rẻ rồi. Anh em mua ngoài thì anh em cứ hay nghĩ là dùng ngoài ấy, thì anh em mua thì nó sẽ một lần bỏ ra sẽ ít, nhưng mà nhiều lần đi mua thì nó sẽ nhiều, đúng không ạ? Cứ hết pin là anh em lại phải đi mua. Đấy, nhưng nó rất là bất tiện, nên anh em cứ mua dòng này về hết lại sạc vào, hết lại sạc vào, không cần phải đi mua, và nó rất là bền theo thời gian. Đấy, anh em chỉ bỏ ra lúc đầu thôi, và sau này thì anh em cứ thế anh em sử dụng thôi, hưởng thụ thôi anh em nhá. Bền, dung lượng cao. Đấy, hát thì không cần phải suy nghĩ là hôm nay hát để phải đi mua pin. Đấy, không cần phải suy nghĩ như vậy đâu anh em nhá, thoải mái luôn. Đấy, pin GP3006. Và một cái nữa là như em nói từ đầu video là nó giảm cho anh em tình trạng gọi là bị hỏng cái tay mic này. Mà anh em mua lại những cái tay mic này
tại nơi bán thì nó rất là đắt anh em nhá, nó không hề rẻ đâu, nhưng anh em đầu tư cái này ra thật sự là rất là sáng suốt cho anh em chơi. Đấy thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua soi bên góc dưới màn hình anh em nhá. 2 đôi pin một đốc là 360, 4 đôi pin là 8 viên anh em nhá, và một đốc sạc là 500.000, tất cả đều bao ship cho anh em luôn. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau anh em nhá.